Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Xây Dựng và Nông Nghiệp. Hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người cách đổ bê tông sòn trộn thủ công theo phương pháp truyền thống. Bê tông rất là chất lượng và ok. Và mình cũng chia sẻ những chi tiết kỹ thuật bố trí trên mặt sòn để tất cả mọi người và anh em tham khảo. Mọi người hãy theo dõi video để xem những gì diễn ra còn ở phía trước. Xin chào mọi người. Ấy, tốt 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 tốt. Hey, lên lại rồi thế chứ. Khu vực sàn âm là nơi để đặt bồn nước. Phía trước là những cây trụ mình đã cái xét lên, và để sau mình đổ những cái trụ lên để rót bồn nước lên cao để cấp nước cho bồn năng lượng mặt trời. Những rọ sét mà mình đã cái sẵn, sau này bồn nước sẽ rót lên trên đó thay vì làm khung sét như những công trình khác. Ở đây mình sử dụng bồn inox 1.000 lít nên mình đổ bốn cái trụ này là chiều rộng là 1,05 m và chiều dài là 1,20 m. Còn chiều cao là từ sàn lên khoảng tầm 1,2 m đến 1,4 m. Mình sử dụng con kê hót 6, gọi là 6 phân, để mình kê giữa hai lớp sét sàn hai lớp với mọi người. Hàng mua của công ty
sắp kết thúc, mọi người hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Xin cảm ơn, chào tất cả mọi người.